Chào các bạn đã đến với tóm tắt phim Yu-Gi-Oh! Tại M2D Channel. Mình là Cá Cơm và hôm nay chúng ta sẽ đến với 3 tập phim cuối cùng của series tóm tắt phim Yu-Gi-Oh! Season 0. Vì tập này sẽ dài và hấp dẫn nên mình bắt đầu ngay nhé. Tóm tắt 3 tập trước để bạn nào chưa xem có thể nắm được. Kaiba thành lập ra khu trò chơi mang tên Kaiba Clan nhằm mục đích trừng phạt Yu-Gi thứ 2, buộc Yu-Gi và các bạn phải chiến đấu với biệt đội nghiệp dư Black, Blue, Red ở tầng 1. Giải câu đố trước khi cổ máy Blood nghiền nát tất cả ở tầng 2. Tầng 3 là sự hy sinh của Honda để giúp các bạn có thể đi tiếp. Yu-Gi sẽ phải khiêu chiến với em trai của Kaiba trong trò chơi Capsule ở tầng 4. Và cuối cùng là cuộc chiến bài ma thuật cân tài cân sức giữa Kaiba và Yu-Gi thứ 2. Tưởng chừng như đã thua cuộc trước ba rồng trắng mắt xanh của Kaiba thì tình bạn của 5 người đã giúp anh triệu hồi ra thần sức mạnh bị xích Exodia. Dưỡng tung chảo, Kaiba bị trừng phạt và chính thức hết vai trong Season 0. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 3 tập phim cuối cùng để xem Yu-Gi và các bạn sẽ trải qua khó khăn nào khi đứng trước người nắm giữ vòng tròn trí tuệ nhé. Quay trở về cuộc sống bình thường, Yonouchi rất tự hào về chiến thắng của mình. Đang nói chuyện thì từ đâu Bakura xuất hiện. Dường như lúc này cậu đã không còn kiểm soát được vòng tròn ngàn năm nữa. Nó cứ sáng lên và khiến ngực cậu đau nhói. Ngày hôm sau vào giờ thể dục, thầy Karita khó tính phạt Yonouchi nhảy cốc vì tội tranh cãi với thầy giáo. Honda và Yu-Gi nhiều chuyện nên cũng bị phạt theo. Thấy Bakura vì đến trễ mà bị phạt chạy 100 vòng sân trường nên Honda, Yu-Gi, Yonouchi lên tiếng bênh vực ngay. Thầy Karita không lắng nghe ý kiến mà còn cà khịa về quá khứ của Bakura. Tiết lộ lý do Bakura phải chuyển trường liên tục là vì bất kỳ ai chơi hơn với cậu cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Bakura cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mọi người rất tức giận vì lời nói của thầy Karita đã khiến Bakura tổn thương. Động lực an ủi bạn bè cộng với sự mê trai của Miho nên cả bọn quyết định sẽ bất ngờ đến thăm Bakura. Lúc này tại nhà Bakura, nhân cách tà ác cũng đã hiện rõ nguyên hình để thỏa hiệp. Hắn đã tìm được người sở hữu trò chơi ngàn năm nên bây giờ đã đến lúc cho Bakura và mọi người biết sự thật về sự tồn tại của mình. Từ nhỏ Bakura hiền lành luôn bị bạn bè và gia đình ngược đãi nên chẳng ai thèm chơi chung. Vì vậy mà ước mơ của Bakura là muốn có thật nhiều bạn bè. Bakura tà ác đã xuất hiện từ đó, hóa thành bụt và giúp cậu thực hiện ước mơ bằng cách bắt nhốt linh hồn của bất kỳ ai chơi với cậu để người đó luôn luôn ở bên cạnh Bakura hiền lành. Hắn tiết lộ thêm rằng Yu-Gi là người bảo hộ cho lăng mộ vì cậu đang sở hữu trò chơi ngàn năm, còn nhân cách thứ hai của Bakura chính là kẻ trộm mộ trong truyền thuyết Ai Cập. Giờ sẽ là lúc xóa sổ Yu-Gi và cướp lấy báu vật. Dù đã ra sức ngăn cản nhưng Bakura hiền lành vẫn thua trước thế lực bóng tối. Tinh ton! Yu-Gi và các bạn đã đến để thăm Bakura. Nhìn xung quanh, mọi người phát hiện nhà Bakura trưng bày rất nhiều mô hình trong trò chơi thế giới quái vật. Yu-Gi giải thích thêm trò chơi là sự kết hợp giữa bàn đấu và thả xúc sắc. Nghe nói đến đó khiến ai cũng thích thú nên cả bọn quyết định chơi thử. Bakura tà ác dắt mọi người vào phòng để xem sân đấu và bắt đầu công cuộc chiếm lấy trò chơi ngàn năm. Trò chơi sẽ được chia làm hai phe, một bên là người phiêu lưu, bên còn lại là chú tể bóng tối. Chú tể bóng tối sẽ điều khiển các quái vật trong thế giới này nhằm cản bước của người phiêu lưu. Nhiệm vụ của người phiêu lưu là điều khiển nhân vật của họ từ ô làng đến lâu đài để đánh thắng chú tể bóng tối. Bakura sẽ làm chú tể vì mặt anh nhìn ác và lờ. Những người còn lại sẽ chọn nhân vật riêng cho mình để tham gia. Sau 77-49 bước thì mọi người đã chọn ra được nhân vật cho mình. Yu-Gi chọn chủng tộc Á Thần, nghề nghiệp là người dạy thú. Yonouchi chọn chủng tộc Người, nghề nghiệp là chiến binh. Honda cũng chọn chủng tộc Người nhưng là một xạ thủ phép thuật. Anzu đáng yêu chọn chủng tộc Thần, nghề nghiệp nhân vật là Pháp sư Umbalabalatrap. Miho Nhí có nghề nghiệp là thương lái. Và rồi, cuộc chiến xin phép bắt đầu. Các nhà thám hiểm sẽ không được biết chú tể ở đâu mà phải tự đi tìm. Vì lần đầu chơi nên chẳng ai biết thế giới này như thế nào, Anzu gợi ý là cả bọn nên vào ngôi làng để thám thính tình hình. Tại đây, Yonouchi và Honda cười hô hố vì gặp được gương mặt của người tưởng lạ nhưng quen. Sau khi nghe chỉ dẫn, mọi người bắt đầu hành trình đến với lâu đài Zoku. Yu-Gi bước lên, một con quái vật nhỏ xuất hiện. Để đánh được nó, chúng ta phải tung xúc sắc lập phương. Gieo gần với số 00 hoặc 00 sẽ kích hoạt được chiêu cuối cùng của nhân vật. Còn nếu gieo ra số 99 thì người chơi sẽ phải nhận hình phạt. Yonouchi mở hàng được con số 13, hy vọng lần mở hàng này sẽ may mắn cho mọi người. Trên đường đi, một dân làng xuất hiện và gợi ý việc đi vào rừng sẽ dễ dàng tìm được thanh gươm ánh sáng để tiêu diệt Suku. Bakura gieo xúc sắc được 05. Sân đấu hiện lên 5 quái vật. Không may mắn như lần trước, Yonouchi gieo ra số 82 nên té cái bịch. Honda lật kèo với số 21 nên được Miho ôm nè. Lực của Yu-Gi là 25 điểm nên kích hoạt khả năng huấn luyện thú. Anzu cũng knock out 3 quái thú còn lại bằng màn thải xúc sắc ảo ma Canada 00. Đúng là đừng bao giờ xem thường phụ nữ đó nha.
Tưởng chừng như chiến thắng dễ dàng, hóa ra dân làng nãy giờ đi theo chính là chú tể hắc ám Zoku hóa thân. Cả bọn đã bị hắn lừa đi vào khu rừng bóng tối. Bakura lật mặt sẽ rút sắc ra số 00, điểm chỉ linh hồn của Miho nhập vào hình nhân. Dù có đau lòng nhưng nhìn Miho thế này rất cute Fumiwe phải không các bạn? Thấy Miho bị hóa nhỏ, Honda nóng lòng nên phá luật và kết quả là chịu chung số phận với Miho. Lực của Yonuchi, bàn tay may mắn đã giúp anh quay ra ngay con số 99 và hóa thành hình nhân không cần lý do. Mưa rơi ướt áo ướt quần làm sao ướt được nghĩa tình anh em. Yugi muốn Bakura biến mình thành hình nhân để chiến đấu cùng với mọi người. Chiêu, chiêu! Anzu và Yugi bị hóa thành hình nhân. Yugi thứ hai xuất hiện để chơi nốt phần còn lại. Liền lập tức gieo ra số 03, chiến binh Yonuchi phản đòn. Miếng da của Zoku hóa thành nhân vật để chiến đấu tiếp tục. Yugi thứ hai liền tung xúc sắc ra số 00, nhờ áp dụng kỹ thuật gieo hai lần, Yugi thứ hai đã giúp Yugi thứ nhất thuần hóa thành công quái thú. Yugi chia sẻ như sau, những viên xúc sắc lập phương sẽ có hai mặt đối nhau, một bên số chẵn, một bên số lẻ. Bí quyết để thực hiện tuyệt kỹ này chính là phải tung mặt chẵn ở trên. Và khi tung, chúng ta phải tung con hàng đơn vị với lực mạnh hơn. Nếu viên màu đỏ dừng lại ở con số lớn hơn 0, viên xúc sắc màu trắng sẽ đánh vào khiến nó đổi mặt một lần nữa. Vậy là Bakura đã bị Yugi bắt bài, còn mình thì bắt đầu truy cập vào m2dito.com để tìm mua xúc sắc và luyện kỹ năng đây. Mọi người tiếp tục đi đến lâu đài Zoku. Nhiệm vụ cuối cùng của trò chơi này là phải tìm ra chú tể Zoku đang ẩn náu và đánh bại hắn. Mọi người đang tò mò vì tảng đá kỳ lạ ở góc tường thì đột nhiên phần còn lại của tảng đá rơi xuống. Để giải cứu mọi người, tinh linh Miho phải tạo ra 3 cây cột để chống đỡ. Để làm được điều đó, Yugi sẽ phải đoán và quay ra con số đặc biệt trong vòng 3 lượt. Yugi căng thẳng nên liên tục đoán sai số khiến mọi người bị Zoku gây sát thương. Đèn cảm biến phát sáng, Yugi được bơm máu lên não để chơi lượt cuối cùng. Đáp án là con số 99 chứ không phải 66. Vì đoán sai nên tảng đá rơi xuống, rất may năng lực của Miho phát huy kịp lúc đổi số 66 thành 99 chứ không phải 69. Vậy là mọi người được giải cứu trong gang tấc. Bakura tức giận liền cho Zoku phá nát lâu đài nhưng nào ngờ mọi người đã kịp trốn ra phía sau, tạo cơ hội cho Yugi có thêm 4 lượt gieo xúc sắc. Yonuchi tung kiếm, đạn sấm sét từ vị trí của Honda, sức mạnh tình yêu của Anzu, quái thú thuần hóa của Yugi cũng tấn công liên tiếp. Sau lớp khói màu tím thủy chung, Zoku bất tử bước ra như chưa có cuộc chiến nào. Hóa ra tất cả mọi thứ đều là màn kịch do Bakura tạo dựng nên việc chiến thắng là điều không thể. Những người bạn của Bakura hiền lành cũng vì tham gia màn kịch này mà bị giam giữ linh hồn mãi mãi. Bắt đầu bật chế độ gian lận, Bakura lấy từ hộp ra hai viên xúc sắc như ý. Gieo được 00 và kích hoạt đòn siêu cấp của Zoku, đòn tấn công tưởng chừng như đã hạ gục tất cả. Xin nhắc lại là phần sau là Yu-Gi-Oh chứ không phải là Bakurao nên mỗi nhân vật đều còn 1% máu để chiến tiếp. Vì bị quên nên Bakura quyết định cả hai sẽ gieo xúc sắc cùng một lúc để xem ai gieo gần với con số 00 nhất. Nếu là Yugi, mọi người sẽ được hồi máu, nếu là Bakura thì mọi thứ sẽ kết thúc. Bất chợt tay trái Bakura thả ra hai viên xúc sắc số 99 khiến Zoku tự hủy. Việc Bakura tự làm mình tổn thương giúp Yugi nhận ra đây không phải là Bakura thật. Bakura thật đang nằm bên tay trái của Zoku. Yugi thứ hai nhờ Yugi thứ nhất sử dụng phép thuật để giải cứu phù thủy trắng Bakura Ryo. Từ khi có thành viên mới, đòn tấn công dường như cũng mạnh hơn. Thấy không ổn nên Bakura nhanh chóng hack game, biến Zoku thành thể siêu cấp, một đòn có thể hủy diệt tất cả. Phù thủy trắng sử dụng toàn bộ phép thuật và sức lực cuối cùng của mình để ngăn chặn đòn tấn công siêu cấp. Mọi người cũng nhận ra điểm yếu của Zoku chính là con mắt ở ngực. Nếu nó khép lại thì sức mạnh Zoku sẽ được hồi phục như ban đầu. Quái thú Boki của Yugi liều lĩnh xông vào để cản chiếc lỗ, tạo thời gian cho mọi người tấn công. Tuy đòn tấn công của Yugi và Yonuchi rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ cất liễu hoàn toàn. Và bây giờ chính thức là lượt tung xúc sắc cuối cùng của cả hai. Số phận của tất cả mọi người sẽ dựa vào lần tung này. Một bên là xúc sắc như ý, một bên là niềm tin của tình bạn. Mặc dù Yugi là ông tổ của trò chơi nhưng đứng trước Bakura ma mảnh thì vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Theo kịch bản được tính toán trong đầu, chắc chắn cả hai sẽ cùng gieo ra 00 và tấn công nhau cùng một lúc. Bakura sẽ cho Zoku tự hủy và kéo tất cả mọi người đi theo. Dân gian có câu gáy sớm thì ăn bíp. Bakura Ryo hiện ra và phá vỡ xúc sắc như ý. Tức giận, Bakura tà ác sử dụng vòng tròn trí tuệ để tiêu diệt Bakura hiền lành. Nhưng nhờ có tình bạn của tất cả mọi người nên anh đã an toàn. Xúc sắc đã bị vỡ nên Yugi sẽ là người quyết định đòn đánh siêu cấp. Cuối cùng, Anzu tấn công, bùm bùm bùm. Vòng tròn trí tuệ rơi xuống, linh hồn của mọi người được thả ra. Vậy là đã kết thúc 27 tập phim Yu-Gi-Oh Season 0 rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thích chuỗi series tóm tắt phim Yu-Gi-Oh tại M2Do Channel thì đừng quên cho chúng mình xin một like và một subscribe để có thêm động lực làm nhiều video hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.